vợ mà cười lên nắng vàng lại đẹp tươi, yêu nhau đến già luôn em ơi. Chuyện nhà đừng nói với ai biết không cho ngay, làm cho mọi thứ rối tung mà lại mê hoặc giận buồn vừa mãi. Trời ơi thơm quá. Không biết bữa nay bà làm gia vị bằng cách nào mà cái món này nó thơm quá trời luôn. Thì cũng nấu như mọi ngày thôi mà có gì đặc biệt hơn. Ủa đâu. Vậy hả? Trời còn trứng này nữa, vàng ươm mà trời ơi nhìn hấp dẫn quá. Trời ơi công nhận bữa nay là bà ngon quá ha, bà dữ dằn quá ha. Rồi ăn đi con. Thôi bữa nay tôi cảm giác bà cái gì mà cũng giỏi hết trơn á. Rồi mẹ của con mà làm cái gì mà chả ngon hả ba? Con nghĩ là ba sắp xin tiền mẹ đó, chiêu này con xài hoài. Ê, ba có tiền, ba không có xin. À nhưng mà thật ra là thằng Vũ nó cũng có ý đúng á. Đúng luôn. À không có xin tiền, không có xin tiền. À, chuyện là vậy. Cái chương trình mà radio mà tư vấn mà tình yêu hôn nhân gia đình á thì tôi là MC bà biết rồi đúng không? À sắp tới có một số đặc biệt. Tôi thấy giờ qua dòm lại mà khách mời mà ăn ý tôi á, mà am hiểu nhất á, tôi thấy chỉ có bà. Cho nên đúng rồi. Là sắp tới cái số đặc biệt bà nhận lời làm khách mời cho tôi nha. Làm khách mời? Có nghĩa là lên tôi hỏi cái gì bà trả lời cái đó là được rồi. Chương trình radio tư vấn tình yêu hôn nhân gia đình. Thôi hay lắm luôn á mẹ. Thì chương trình mà tình yêu hôn nhân gia đình là quá hay rồi. Dạ đúng rồi. Mà đúng với cái gu của mẹ nữa. Nhưng mà là mời tôi làm khách mời hả? Đúng rồi, bà làm khách mời. Đúng tôi rồi. Làm MC. Đúng rồi, mẹ đặc biệt. Mẹ mà làm khách mời mà ba làm MC là con đi lên con khoe với bạn con hết lớp con luôn. À, đồng ý tôi thấy bà phù hợp á. Dạ đúng rồi đó, con thấy mẹ phù hợp lắm. Chỉ có mẹ mới hiểu ba nhất thôi. Ba cũng là hiểu mẹ nhất thôi. Phải hai người phối hợp với nhau làm một cái số đặc biệt thật là hoành tráng chứ. Được không? Xin lỗi ông nha. Tôi không có nhận lời. Ủa sao vậy? Đơn giản là tôi không nhận lời vậy thôi. Ủa sao vậy? Trời ơi, bữa nay tôi khen bà nấu đồ ăn ngon quá trời luôn. Trứng chiên vàng ươm luôn. Trời ơi, tôi khen quá khen. Tại sao bà không nhận? Bà là vợ tôi, bà phải giúp vợ tôi chứ. Con hiểu rồi, con hiểu tại sao mẹ không nhận rồi. Ví dụ mà ba mời khách mời là phải có tiền cát xê. Là mẹ đang đòi tiền cát xê. Trả luôn. Đúng. Tại vì đúng rồi, cái kinh phí mà tiền cát xê cho khách mời là có hết. Kinh phí có tiền đúng không? Có tiền đúng không? Có tiền đúng rồi. À, tôi trả cho khách mời bình thường sao tôi trả bà y khuất vậy luôn hả? Nhiều lắm đúng không? Số đặc biệt chắc là nhiều hơn số thường á. Nhưng mà xin lỗi ông, tôi đâu có ham tiền dữ vậy. Trời ơi, tôi đã nói đủ điều bây giờ bà không nhận lời rồi sao? Khách mời cũng có cái giá của khách mời chứ bộ. Trời ơi! Ôi, một cái chương trình mà mình tâm huyết như vậy, mình đầu tư như vậy mà trời ơi vợ mình không chịu nhận lời. Trời ơi, một chương trình hay vậy mà không có MC làm sao được trời. Bây giờ biết làm sao đây, mọi thứ chuẩn bị hết trơn rồi. Nhờ ai ta? Nghĩ không ra luôn. Gì vậy? Ba. Ừ? Sao vậy ba? Đang ngồi đây. Làm gì mà con thấy ba có vẻ bức rứt khó chịu cái chuyện chương trình của ba đó. Thiệt sự á, là con cũng thấy là mẹ là phù hợp nhất rồi đó. Đương nhiên rồi. Tự nhiên cái mẹ từ chối là không hiểu sao nữa. Ủa ba. Ừ? Con thấy á, không mấy trong xóm mình cũng nhiều cô á, cũng được lắm á. Cô nào? Hả? Cô Dung đó ba. Không mà
con biết cái chuyện cô Dung ăn ăn gà bị nuốt cái cẳng gà bị xước ngay cái cổ hả? À, nói không có được. Cô Dung bị xước ngay cổ hả? Ờ. Trời ơi. Trời, giờ này nói kia đâu có được đâu. Ai, bây giờ sao ta? Cô Dung cũng không được. Ba, con thấy ba có cần một cái làn gió mới, một sự mới lạ không? Ủa, làm sao con? À, con thấy có một người rất là phù hợp. Ủa, ai con? À, bé Tiểu Thư á ba. Con cô Dung. Bé Tiểu Thư vừa trẻ nè, vừa xinh đẹp nè, vừa dễ thương nè, vừa điệu nữa nè. Đó, người ta cần một cái người là phải chững chạc, am hiểu tâm lý thì mới làm cái MC của chương trình này được. Tự nhiên Tiểu Thư còn kém măng à, lên điệu đào quá à, thôi thính giả không chịu đâu. À, bây giờ ai với ta? Cái gì mà hai người đàn ông? Ờ, con hãy giúp ba con suy nghĩ có ai mà có phù hợp làm cái MC mà chương trình của ba không? Đúng rồi đó anh hai, ai biết ai không? À, bà Sáu Hợi. Bà Sáu Hợi. Đúng rồi, bây giờ nè, con nói cho ba nghe, bà Sáu Hợi nè, vừa lanh, vừa có kinh nghiệm sống, vừa là phụ nữ, đúng người ba yêu cầu luôn. Đúng rồi đó ba, con thấy bà Sáu Hợi được á. Bà Sáu Hợi phù hợp lắm luôn. Ôi, thông minh quá. Có vẻ là được vừa rồi. Nhưng mà cô Sáu Hợi á, cổ vui tánh lắm. Đụng cái gì cổ cũng cười. Lỡ mà đang tư vấn một cái trường hợp mà giống như người ta, giống như mà mới ly dị chồng, tự nhiên cô Sáu Hợi cười ha 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 ha. Đâu có được. Thôi, một cái chương trình là phải người mà giống như là phải đủ bình tĩnh về mặt tâm lý. Chứ cô Sáu Hợi nói gì cổ cũng cười ha 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 hết trơn, là hư chương trình phải hết. Thiệt sự luôn á. Con ráng suy nghĩ với ba ơi, còn ai không? Trong xóm mình còn ai không? Cô Dung cũng không được nè. Không được. Bé Thư cũng không được, được nè. Được. Bà Sáu Hợi cũng không được, được nè. Không được. Ai vậy ta? Chịu sao? Cô Trúc. Ha. Ôi, sao mà không nhớ? Rồi cô Trúc không nghe được á. Đúng rồi, giờ mình để bà gọi điện, cho cô Trúc. Cô Trúc, tôi Sáu Gà nè, tôi có chuyện này nhờ cô biết cô giúp tôi được không? Là cái tôi làm cái chương trình phát thanh của địa phương mình nè, cần một người am hiểu tâm lý phụ nữ giống như là cô gì đó, tôi thấy là cô hoàn toàn phù hợp đó, thì có thể cho cô làm khách mời, có khi cô làm MC giúp đỡ qua lại vậy mà, tôi thấy cô phù hợp lắm. Không được hả? Ủa cô bị gì mà không được? À vậy hả, tiếc quá. Thôi vậy thôi, vậy cảm ơn cô nha. Mà tôi thấy cô phù hợp lắm á. Nếu mà có gì cô mà đổi ý, cô liên lạc lại với tôi nha. Cảm ơn cô. Cô Trúc cô không chịu luôn kìa. Trời ơi, cái chương trình này ba tâm huyết lắm. Trời, nếu tìm không được người phù hợp thì ba biết làm sao đây. Lại cho nó sạch, sợ nó bụi á. Anh qua bên này đi. Cái chuyện khách mời hành mình chưa đủ hay sao mà nó quét dọn cũng hành nữa là sao? Uống nước đi cho nó đỡ căng thẳng nha. Người ta nói á, khi mà căng thẳng á, là mình nên uống một ly nước lọc. Như vậy á, cái tinh thần nó sẽ giảm lại liền á. Cái đó là có khoa học đàng hoàng nha. Uống nước đi. Đó, hay quá trời ơi. Rồi,
Bây giờ nha, muốn hết căng thẳng không? Cứ ngồi im đây, chờ em vô em rót ly nước nữa. Uống xong ly nước nữa, anh sẽ bớt căng thẳng nữa nha. Chờ em nha. Trời ơi, cái vấn đề của mình đâu phải giải quyết bằng ly nước đâu. Alo, tôi nghe nè cô Trúc ơi, có chuyện gì không? Anh gà, anh có đang rảnh không vậy? Rảnh nè. Anh nghe điện thoại của tôi được không? Được. Cái vấn đề mà anh nói với tôi á, tôi suy nghĩ đến nỗi mà cọng tóc của tôi bây giờ nó chẻ ra làm chín luôn đó. Tôi suy nghĩ nếu mà tôi không góp công góp sức vô cái chuyện này á, là tôi cảm thấy là tôi có lỗi cực kỳ với mọi người. Cho nên tôi tin rằng năng lực của tôi sẽ làm cho chương trình mình thành công rực rỡ. Cho nên tôi nhận lời. Hát vậy là cô đồng ý nhận lời làm khách mời của tôi hả cô Trúc? Tôi nghĩ là tôi sẽ có những đóng góp cho chương trình và sẽ thu hút được nhiều người nghe đó anh. Trời ơi, cảm ơn cô Trúc nhiều lắm. Cô mà không giúp tôi là tôi không biết ai giúp tôi được nữa. Cảm ơn cô Trúc nhiều nha. Rồi, tôi sẽ chuẩn bị nội dung. Rồi, cảm ơn cô nha. Cảm ơn, bye bye cô nha. Trời ơi, thoát rồi. Trông. Hết căng thẳng rồi. Thấy chưa, em đã nói rồi mà. Cái nguồn nước này sẽ làm cho chồng cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời luôn. Bà nói gì tôi không hiểu gì hết trơn á. Tức là em đồng ý làm khách mời cho chồng. Nói nghe nè, em xin lỗi nha. Thiệt ra là ngay từ lần đầu chồng đề nghị á, là em đã thích thú lắm rồi. Em muốn nhận lời ngay, bởi vì mình quá sung sướng, bởi vì mình được đồng hành cùng với chồng và ủng hộ chồng, giúp đỡ chồng nữa. Nhưng mà bỗng nhiên á, không hiểu sao tự nhiên lúc đó em thích chọc ghẹo chồng chút xíu, em thích nhõng nhẽo chút xíu, cho nên là em làm bộ làm giá để chồng năn nỉ tới năn nỉ lui, rồi đợi đến khi mà chồng cảm thấy rằng là hơi tuyệt vọng chút xíu vì không biết làm như thế nào, thế là em quay qua và em thưa với chồng là thế chồng em đồng ý. Em biết là lúc đó chồng sẽ vỡ òa lên vì hạnh phúc. Chồng thấy em làm như vậy có tuyệt vời không? Không. Làm gì để nói cái gì? Sao từ đầu không chịu nhận lời với tôi đi? Thì bây giờ em nhận cũng đâu có muộn đâu. Không, quá muộn rồi. Tại vì cô Trúc đã đồng ý làm khách mời của tôi. Hả? Đôi lúc phải thành thật với cảm xúc của mình, phải thừa nhận và nói ra điều mình muốn thì mới không để lại sự hối tiếc trong lòng.